chương 241, ta làm ngươi cha đi, dầm dầm dầm. Điếc tai sấm sét ở bên tai không ngừng nổ vang, chắc phàm suy yếu mở hai mắt ra, trên mặt không có một chút huyết sắc. Ngửa đầu nhìn qua, lại chính gặp toàn bộ máy phòng đều là đen kịt một màu, chỉ có một tầng mông lung đỏ thẫm ánh sáng bao phủ tại cái này một mảnh thổ địa lên, không ngừng mà lưu quang chuyển động. Lúc trước bọn họ chạy đi vào cái kia cái lỗ thủng, cũng ngày hôm đó màn phía trên, theo đỏ thẫm ánh sáng lưu động càng không ngừng biến đổi vị trí xa xa nhìn lại Màn trời bên ngoài từ lôi, giống như tàn phá bờ bãi sao long, đang không ngừng đánh thẳng vào nơi này. Thế nhưng là một khi đụng phải cái kia hồng mang, liền trong nháy mắt đạn bay trở về. Cái này hồng mang giống như một cái phòng bảo hộ, bảo hộ lấy mảnh đất này, rời xa cái kia đáng sợ lôi quang. Nơi này, cũng là thiên đế di tích, khóe miệng hơi hơi liệt liệt, chắc phàm mặc dù trọng thương tại thân, lại là trong lòng một trận kinh hỉ, nội tâm hô to, hắn rốt cục tiến đến. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, một mảnh cát vàng tràn ngập chỉ có mấy tòa trụi lùi núi đá tại đột nhiên đứng sừng sững lấy. Nhìn qua, nơi này tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là hắn lại tuyệt không thất vọng. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, thiên đế di tích, coi như lại vùng khỉ ho cỏ gáy, cũng nhất định cất giấu đồ tốt. Nghĩ tới đây, chắc phàm hơi hơi đứng dậy, đã không kịp chờ đợi muốn bốn phía tìm kiếm một phen. Thế nhưng là hắn thân thể vừa động, lại là mới phát hiện hắn trên thân tựa hồ đè ép cái gì vật nặng. Cúi đầu nhìn qua, lại chính gặp cổ tam thông ôm thật chặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại bộ ngực hắn yên ổn ngủ say lấy tựa hồ hắn cái này nhất động ảnh hưởng đến cái đứa bé kia cổ tam thông liếm liếm giữ lấy ngụm nước khóe miệng mê mê mang mang ngẩng đầu đến mở ra mông lung hai mắt nhìn về phía hắn lộ ra ngây thơ nụ cười ha 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 ngươi tỉnh chắc phàm khẽ vốt cằm cười gật gật đầu thế nhưng là đúng lúc này lại là một tiếng sấm rể nổ vang cổ tam thông một cái thông minh vội vàng hoảng sợ lại phải đem đầu dán lên chắc phàm ở ngực hai tay chết ôm lấy hắn không thả chắc phàm giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ không ra đường đường bất bại ngoan đồng cũng có nhát gan như vậy một mặt người ở bên ngoài cũng liền thôi nhưng ở chỗ này biết rõ từ lôi bổ không đến ngươi còn sợ cái gì sức lực ách cổ tam thông nơi này tạm thời là an toàn ngươi trước thả ta ra để cho ta đứng dậy xem kỹ một chút chung quanh không muốn cổ tam thông ngoan cường lắc đầu vẫn như cụ ôm thật chặt chắc phàm không thả ta sợ hãi cái này từ lôi ông lấy ngươi an tâm một chút nghe được lời này Chắc Phạm Cang là cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Xin nhờ, ngươi thế nhưng là so với ta mạnh hơn nhiều, ôm lấy ta có cảm giác an toàn, ta ôm lấy ngươi còn tạm được. Thoáng trầm ngâm một trận, cổ tam thông ngửa đầu thật sâu liếc hắn một cái, thì thào lên tiếng. Ngươi, có điểm giống phụ thân ta, cho nên ôm lấy ngươi ta sẽ rất an tâm. Phụ thân, chắc phàm khẽ giật mình, cả kinh nói, ngươi còn có phụ thân. Thế nhưng là lời này vừa nói ra, cổ tam thông liền không khỏi trợn mắt chừng một cái, chắc phàm cũng là hận không thể hung ác rút chính mình một vả cái này kêu cái gì lời nói người nào không có phụ thân chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là trong viên đá đụng tới hay sao sau đó lập tức ánh náy cười cười nói ách ta không phải ý tứ kia ta chỉ là kỳ quái người mạnh mẽ như vậy phụ thân người nhất định cũng mười phần ngư bước đi ừm không biết dù sao ta xuất sinh đến nay thì chưa thấy qua phụ thân ta cổ tam thông mặt hiện lên hưu quạnh lắc đầu chắc phàm lông mày nhíu lại lộ ra vẻ nghi hoặc biết hắn tâm lý nghi vấn cổ tam thông thản nhiên nói ta nói phụ thân là nghĩa phụ ta hắn họ cổ trong nhà còn có hai đứa con trai lúc đó ta bị cái kia đồ ma lệnh truy đến không đường có thể đi lúc là hắn cứu ta còn mỗi ngày tìm cho ta dược tài ăn như vậy tên ngươi cũng là hắn lên trác phàm sững sờ hỏi cổ tam thông gật gật đầu trên mặt lóe qua ấm áp nụ cười cổ ra là thư hương môn đệ các đời trong triều làm quan văn tuy nhiên quan chức cũng không quá lớn cũng không quá được coi trọng nhưng cũng qua được hòa thuận vui vẻ hắn cứu ta về sau nhận ta làm con trai thứ ba còn dạy ta viết chữ hy vọng ta làm thông suốt hợp lý người liền gọi ta tam thông há thì ra là thế nhà này người thật đúng là kiếm cái bảo bối có người tọa trấn nhà này còn không thăng chức rất nhanh trong nháy mắt tấn thăng đế quốc siêu nhất lưu gia tộc miểu sát bảy thế gia trác phàm cười cười tán dương nhưng là cổ tam thông lại là thở dài trên mặt một trận buồn bã sắc không là ta hại bọn họ nếu không phải là bởi vì ta, bọn họ cả nhà cũng sẽ không bị tru sát. Chắc phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tiểu tử này lúc đó đang bị đồ ma lệnh truy sát, đừng nói là nhận hắn làm con trai, coi như cùng hắn có một chút tiếp xúc cũng sẽ bị tru diệt. Nhà này người khẳng định là sách ngốc, không hiểu lúc đó tình hình mới có thể kiếm như thế cái tai tinh trở về. Ách, người cũng đừng quá khó chịu, cái này cũng có thể cũng là mệnh. Chắc phàm vỗ vỗ đầu hắn an ủi, người chính là vì thế, cùng toàn bộ đế quốc là địch. Cổ Tam Thông khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hung mang, tựa hồ trong lòng còn có thật sâu oán hận, thế nhưng là rất nhanh, nhưng lại thở dài. Đáng tiếc sau cùng ta vẫn là chủ quan, đáp ứng lão đầu tử kia hứa hẹn, vậy mà không cách nào lại ra tay với bảy nhà. Vậy người cũng có thể đổi ý à, một đứa bé nói chuyện không tính toán gì hết, không có người hội trách tội, chắc phàm sờ sờ đầu hắn, giống như một cái tạ ác quái thúc thúc, đang xúi dục hắn phạm tội. Thế nhưng là cổ tam thông lại là hung hăng lắc lắc đầu, trong mắt một mảnh kiên định cha ta lúc còn sống dạy ta sách để cho ta trọng tín trọng nghĩa ta không thể bởi vì hắn chết liền đem hắn dạy bảo ném đến sau đầu hảo hai từ chắc phàm khẽ gật đầu tán dương nhưng là trong lòng lại là bất đắc dĩ thở dài tốt tốt một cái kiêu hùng hạt giống cứ như vậy bị hủy ai cho nên nói con mọt sách a à. bất quá dạng này cũng tốt nếu là tiểu tử này bị dạy hư lấy hắn thực lực còn nào có lão tử nhảy nhót địa phương trên một điểm này chắc phàm tựa hồ còn muốn cảm tạ cái kia họ cổ thư nhân cảm tạ hắn đem như thế một cái khả năng cùng hắn tranh giành thiên hạ kiêu hùng dẫn vào con mọt sách hàng ngũ vì hắn chữ nhất đại địch chắc phàm trong lòng may mắn lộ ra gian trá nụ cười người nhất định muốn nghe nghĩa phụ của ngươi lời nói hắn nói rất đúng cổ tam thông khẽ gật đầu cứ như vậy bị chắc phàm lừa gạt lấy đúng người vừa mới nói ta giống phụ thân ngươi chỗ nào giống đột nhiên chắc phàm trong mắt tinh quang nhấp nháy hỏi cổ tam thông hơi đỏ mặt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là lẩm bẩm nói người ông lấy ta xông vào nơi này vì ta cản lôi thời điểm ta dường như liền thấy lúc đó phụ thân che chở ta để cho ta chạy trốn lúc cái bóng há thì ra là thế lần này chắc phàm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lại tiểu tử này đem hắn hành vi hiểu thành tình thương của cha bất quá cái kia họ cổ thật là một mảnh tình thương của cha chi tâm nhưng hắn chắc phàm lại chỉ là vì chính hắn a à. coi như vì cổ tam thông cản lôi cũng bất quá là muốn ngày sau thu phục hắn cảm thấy hắn chết ở chỗ này đáng tiếc. Nếu như là hai người thật muốn chết một cái lời nói, hắn chắc phàm quả quyết sẽ đem tiểu tử này vứt bỏ. Thế nhưng là, nói như thế nào đây, dạng này hiểu lầm, để hắn đột nhiên có một ý tưởng. Sau đó, chắc phàm lần nữa lộ ra một mặt nụ cười quỷ dị, nhìn về phía cổ Tam Thông nói, Ách, Tam Thông A, nếu không ta tới làm cha người tốt. Chắc phàm cái này không biết xấu hổ, trong nháy mắt liên xưng hô đều biến đến thân mật. Cổ Tam Thông sững sờ, tựa hồ không có gì kháng cự, nhưng vẫn như cụ có chút khó chịu. Ta làm gì nhận ngươi làm cha, ta hơn 300 tuổi, ngươi mới bao nhiêu lớn, quá quái dị. Có cái gì quái dị, ngươi tuy nhiên hơn 300 tuổi, nhưng tâm trí vẫn còn con nít, cần ngươi đến bảo hộ. Chắc phàm hét lớn một tiếng, nghĩa chính ngôn từ, tiếp lấy ôn nhu nói. Nói như thế nào đây, có lẽ là duyên phận à, từ khi ta vừa nhìn thấy ngươi đứa nhỏ này, ta thì đặc biệt ưa thích. Thật, cổ tam thông nhíu chân mày, trong mắt tựa hồ có chút vui mừng. Chắc phàm khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng đúng vậy a à, vậy khẳng định riêng là ngươi cái kia quái lực lão tử rất ưa thích mau tới lão tử dưới chứng đi cổ tam thông trầm ngâm một trận mò sờ cằm hiên ngang đầu nói vậy ta nhận ngươi làm cha nuôi có chỗ tốt gì ra mồm chắc phàm trong lòng một trận thầm mắng bất quá cũng lý giải tiểu hai tử đều sẽ ra mồm sau đó cười nói ta có thể bảo hộ ngươi a à? ta dùng ngươi bảo hộ làm sao không cần vừa mới không phải liền là ta bảo vệ ngươi sao chắc vào một lập lông mày trịnh trọng nói cuống hồ ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh nhưng là quá ngươi thơ thiện lương ra ngoài dễ dàng bị lừa à. ngươi suy nghĩ một chút nếu không phải ngươi nhẹ như vậy tin nhân thánh kia lời nói làm sao lại bị lừa đến phải bảo vệ hoàng thất ngàn năm liền báo thù đều không được nếu là ngươi nhận ta làm nghĩa phụ lão tử nhất định cho ngươi thật tốt kiểm tra đem những cái kia lừa ngươi người hết thảy vạch trần bà mẹ ngươi chư gấu à dám gạt ta nhi tử không muốn sống thật sự cho rằng trong nhà không có đại nhân a à chắc phàm nước bọt bay loạn khoác lác không làm bản nháp lại là đem cổ tam thông chọc cho cười to liền đến nhưng trong lòng lại có một tia dòng nước ấm chảy qua hai chúng ta cha con cũng là thực lực mạnh nhất cùng tối cao trí tuệ kết hợp người lúc trước cũng nhìn đến lão đầu kia cùng cái kia bốn cái quái đồ vật a bọn họ cái kia không mạnh bằng ta nhưng còn không phải phải ngoan ngoan nghe ta lời nói cái này kêu cái gì đây chính là trí tuệ trí giả người chế trụ lực giả thụ người chế trụ cổ tam thông nghe được sừng sốt một chút liên tục gật đầu sau cùng chắc phàm thả ra cường liệt nhất dụ hoặc theo ta lão tử mang ngươi trang bức mang ngươi bay thiên hạ lại không người có thể khi dễ ngươi riêng là ngươi rốt cuộc không cần ăn những cái kia đồ bỏ đi dược tài chỉ cần ta có thể tìm tới một cái bát phẩm thì tuyệt sẽ không cho ngươi ăn thất phẩm nói chắc phàm trong tay ánh sáng lóe lên xuất ra hai mươi kiện thất phẩm dược tài đưa lên cười khổ nói vì lộ ra thành ý đây là ta trong giới chỉ tất cả thất phẩm dược tài mà lại ta cũng thừa nhận cho lúc trước ngươi tìm dược tài đều là cầm có sẵn cho chỉ có món kia bát phẩm dược tài là thật xâm nhập lôi trận trăm cay nghìn đắng mới tìm được chắc phàm lời ấy nói đến vô cùng diệu thật giả kết hợp lấy sai lầm nhỏ giấu giếm đại tội còn có thể lấy được tín nhiệm hắn biết cổ tam thông để ý nhất là có người hay không hại hắn đây là hắn trước kia bóng mờ cho nên chắc phàm vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận lôi trận là hắn bố ta biết cổ tam thông một thanh cầm qua dược tài quả nhiên mắc lừa giữ lấy ngụm nước nói lúc trước ta còn hoài nghi có phải hay không các ngươi hại ta hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng đã ngươi liền y học tây tặng sự tình đều thẳng thắn hắn sự tình càng không có gì có thể giấu giếm trác phàm khẽ gật đầu trong lòng thầm than cái này ngây thơ hải tử một người bên ngoài sao có thể để lão tử yên tâm phía dưới riêng là bị bị người lợi dụng đối phó lão tử thì phiền phức vẫn là để lão tử tiên hạ thủ vi cường a hắc 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 đến mức cái này y học tây tạng ta cũng đã sớm biết cái gì người biết Chắc phàm sững sờ, trong mắt lóe lên không hiểu. Lấy tiểu tử này tinh khí, sớm biết lời nói, chắc là đã sớm động thủ đoạt. Nhưng vì cái gì? Thế nhưng là, cổ tam thông lại là phẽ cười một tiếng, lộ ra ấm áp nụ cười. Thực uống thuốc tài không trọng yếu, chờ thuốc tài lúc loại kia mong ngóng mới là lớn nhất làm cho người hưởng thụ. Giống như trước, nghĩa phụ thường xuyên đi ra ngoài hơn 10 ngày hoặc là một tháng tìm cho ta dược tài ăn. Tuy nhiên hắn tìm trở về cũng vẫn là một số nhất nhị phẩm cặn bã dược tài, nhưng là mỗi ngày ở dưới ánh tà dương trông mong hắn mang về dược tài tâm tình lại là rất dễ chịu ách đã như vậy vậy ngươi đem dược tài kia đưa ta ta cách hơn 10 ngày định lượng mang cho ngươi một lần trở về chắc phàm liếm liếm bờ môi có chút không thôi đưa tay đi lấy về thế nhưng là cổ tam thông lại là hộ lấy dược tài chật qua thân thể bĩu môi nói cho ra đi đồ vật sao có thể muốn về có ngươi như thế làm cha sao trong mắt bất giác sáng lên chắc phàm đại hỉ lên tiếng nói nói như vậy ngươi nhận ta làm nghĩa phụ trầm ngâm một trận cổ tam thông ngượng ngùng gật đầu thấy tình cảnh này chắc phàm không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài ha 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 về sau có cổ tam thông cái quái vật này nhi tử lão tử xem các ngươi là bảy thế gia vẫn là đế vương môn ai dám chọc tới ta chương 242, thượng cổ thánh thú trùng thiên kỳ lân phóc đột nhiên ngãy tại cười lớn chắc phàm đột nhiên tròng mắt một lồi thân thể lắc một cái tại tử sắc lôi mang nổ vang phía dưới nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới mà cái kia máu tươi vừa vừa rơi xuống đất liền đụng một tiếng nổ tung lên tại màu vàng thổ địa bên trên nổ tung một cái đen nhánh dấu vết cổ tam thông thấy một lần không khỏi kinh hãi chặn lại nói nghĩa phụ ngươi thế nào không có việc gì chỉ là cái này tử lôi quả nhiên là lợi hại chắc phàm việt một thanh khóe miệng đỏ tươi suy yếu thở dài một hơi trong mắt lóe lên thật sâu nghiêm trọng cái này tử lôi so hắn tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều hắn thiên ma đại hóa quyết căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa giờ này khắc này cái này tử lôi ngay tại trong thân thể của hắn toán loạn phá hư hắn toàn bộ thân hình thế nhưng là hắn lại không có cách nào cái này giống độc dược mãn tính người biết rõ nó tại trong thân thể ngươi tàn phá bờ bãi lâu dài đi xuống chắc chắn sẽ đòi mạng ngươi nhưng ngươi chính là không thể làm gì xa xa liếc mắt một cái cái kia không giới hạn cắt vàng chắc phàm thở sâu giang chống đỡ lấy lê đứng lên trên mặt lóe qua một đạo vẻ kiên định tam thông ngươi bồi ta đi nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh có cái gì kỳ quặc địa phương trong lòng của hắn minh bạch cái này từ lôi là thiên đế thần thông một trong cởi chuông phải do người buộc chuông hắn không cách nào trừ tận gốc thân thể này bên trong tử lôi thì phải nghĩ biện pháp tìm tới thiên đế di tích có lẽ nơi đó có cái gì phương pháp chữa thương cổ tam thông rất ngoan ngoãn gật đầu đem chắc phàm đỡ dậy nói ách nghĩa phụ người gọi ta tiểu tam tử liền có thể trước kia cái lão cha cũng là gọi ta như vậy còn lại những cái kia cùng ta quên biết người cũng đều gọi ta như vậy chắc phàm khẽ gật đầu liệt lên khô khốc khóe miệng hớn hở nói tốt tiểu tam tử ngươi ở phía trước dò đường vâng cổ tam thông liền ôm quyền liền sôi nổi đi đến phía trước tựa hồ là nhận chắc phàm làm nghĩa phụ cảm giác có thân nhân làm bạn cổ tam thông gan lớn rất nhiều cho dù là trên đỉnh đầu ầm ầm thanh âm không ngừng biết chắc phàm ở phía sau theo hắn cũng không còn như vậy khiết đảm nhưng là đi hơn ba canh giờ hai người vẫn như cũ dạo bước tại cái này mênh mông cắt vàng bên trong không nhìn thấy một tia phần cuối chắc phàm chậm rãi dừng bước lại mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Cổ tam thông cảm giác được sau lưng động tĩnh, cũng dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nghĩa phụ, ngươi làm sao? Tiểu tam tử, ngươi có hay không cảm giác cho chúng ta tại nguyên chỗ đảo quanh? Chắc phàm nhìn chung quanh hướng bốn phía, trong mắt lo nghĩ càng ngày càng sâu, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Không tốt, đây là một cái huyễn trận. Cổ tam thông trọng mắt ngưng tụ, vội vàng đi vào chắc phàm trước mặt, cả kinh nói. Cái gì? Huyễn trận? ta tại sao lại bị nhốt đến trong huyễn trận cổ tam thông bẻ quyệt miệng tựa hồ hắn trước kia cũng có qua tương tự kinh lịch nhưng là trong mắt lại không có một tia khép đảm ngược lại cười nói không sao nghĩa phụ chẳng phải một cái chỉ là huyễn trận a à, nhìn ta nhất quyền đem nó đánh nát vừa dứt lời cổ tam thông liền giơ lên cái kia no nớt nắm tay nhỏ bỗng nhiên hướng một cái phương hướng đánh tới ông nhưng cả một đạo như thực chất ba động phát ra nhưng là sau một khắc lại không phải như trước kia một dạng gây nên không gian chấn động phương viên chăm dặm san thành bình địa ngược lại là tại ngắn ngủi chấn động về sau liền biến mất không thấy gì nữa cổ tam thông không khỏi quá sợ hãi làm sao có thể tại hắn trước kia bất bại chiến tích bên trong cái này là tuyệt đối chưa từng xuất hiện sự tình chắc phàm thì là bật cười lắc đầu tựa hồ sớm đã đoán được kết quả đây cũng không phải bình thường người bố trí xuống trận thức mà chính là thượng cổ mạnh nhất tam đến một trong thiên để chỗ bố trí nếu là dễ dàng như vậy liền bị một cái tiểu quái vật lấy cậy mạnh phá giải lời nói vậy hắn cái này thiên đế cũng sẽ không cần làm lão tử còn tìm cái gì thiên đế di tích trực tiếp bài cái này tiểu quái vật vi sư đến tiểu tam tử không cần mường phí sức lực người trước tới nhìn đến cổ tam thông còn tại đối bốn phía huy quyền chắc phàm không khỏi bật cười lắc đầu vẫy chào đem hắn gọi vào bên người nghiêm túc nói tiểu tam tử người cùng ta nói thật trước kia ngươi chưa từng tới nơi này sao cổ tam thông sững sờ mặt mũi tràn đầy mê mang lắc đầu chắc phàm khẽ cau mày trong lòng kỳ quái vậy ngươi tại sao lại sợ cái này từ lôi chẳng lẽ ngươi trước kia chưa thấy qua không có cổ tam thông nghĩ một lát lần nữa lắc đầu bình tĩnh nói ta cũng là lần này vừa mới nhìn thấy không khỏi kỳ quái ta giống như trời sinh sợ cái đồ chơi này vừa nghe đến cái này tiếng sấm thì toàn thân phát run không giống như là bình thường những cái kia lôi điện ta chỉ là chán ghét lại không sợ lời vừa nói ra chắc phàm càng thêm kỳ quái ẩn hắn suy đoán tiểu tử này phải cùng lạc lôi hạp có quan hệ nhưng là bây giờ không khỏi sờ mũi một cái chắc phàm suy nghĩ rất lâu thì thào lên tiếng không có khả năng a à, không có người một ngày sinh sợ cái gì đồ vật chẳng lẽ nói đây là tổ tiên trí nhớ nghĩ tới đây chắc phàm chặn lại nói tiểu tạm tử ngươi lợi hại như vậy sư phụ ngươi là ai ta không có sư phụ vậy ngươi ba trăm năm trước là tu luyện thế nào đến thiên huyền cảnh ưng ừ. cẩn thận trầm ngâm một trận cổ tam thông lắc lắc đầu trên mặt một mảnh mê mang không biết phản chính tự mình có thể nhớ được cũng là thiên huyền cảnh cũng không có người thân bằng hữu chỉ có chính ta tìm dược tài ăn nghe được lời này chắc phàm trong lòng càng kinh hãi hơn một cái không có khả năng phỏng đoán xuất hiện tại hắn trong lòng chẳng lẽ tiểu tử này căn bản cũng không phải là người chắc phàm không khỏi liếm liếm khô quắt bờ môi bị chính mình cái này suy nghĩ giật mình nói chung nhân loại đều là thông qua tu luyện cảm ngộ thiên đạo tự yếu mạnh lên những là là có chút giống loài trời sinh thì đủ cường đại giống linh thú mà có thể hóa thành hình người cũng là tại nó phía trên nghĩ tới đây chắc phàm không dám nghĩ tiếp nữa nếu thật là dạng này cái này bị thánh vực tất cả cao thủ chỗ xem tưởng con kiến hôi chi địa phàm dai chẳng phải là cất giấu tránh thức nhân vật đáng sợ vừa nghĩ tới vạn thú sơn mạch cái kia cao thủ thần bí chắc phàm trong lòng suy đoán này liền càng thêm khẳng định nghĩa phụ đột nhiên cổ tam thông ánh mắt sáng lên dường như nghĩ đến chủ ý, cười nói, dùng lỗ mũi của ta à, trước kia rơi vào huyễn trận bên trong, cái gì đều là giả, nhưng chỉ có lỗ mũi của ta không biết lừa gạt ta, ta thì dùng lỗ mũi của ta, cho chúng ta tìm ra một cái thông đạo. Chắc phàm cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Trước kia ngươi có thể sử dụng cái mũi phá trận, là bởi vì ngoài trận có các loại mùi vị chỉ dẫn ngươi, thế nhưng là nơi này, phóng nhãn bốn phía trừ hạt cát cũng là hạt cát, chỗ nào có thể dựa vào cái mũi ra ngoài. Nếu là trận thức này giữ lấy lớn như vậy một sơ hở lời nói, cái kia thiên đế chẳng phải cùng đần độn giống nhau sao khóa cửa còn cho người ta lưu chìa khóa thế nhưng là còn không đợi hắn phát ra cười nhạo thanh âm cổ tam thông đã là nhun nhun cái mũi trong mắt bỗng nhiên sáng lên có nghĩa phụ ta nghe thấy được một cỗ quen thuộc vị đạo đi theo ta cái gì chắc phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ là bị đứa bé này lôi kéo đi về phía trước thế nhưng là đi chưa được mấy bước lại là đột nhiên dừng lại lại nhun nhun cái mũi cúi đầu nhất chỉ đường hầm có đây chính là xuất khẩu chắc phàm nghe đến nhấc mắt nhìn đi lại chỉ thấy chỗ đó chỉ là bày biện một khối không đến cao ba tấc đất đá một chân liền có thể đá bay chẳng lẽ đây chính là thông qua huyễn trận mắt trận sao thế nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ cổ tam thông đã là lôi kéo bàn tay hắn nghiêng thân thể hướng phía dưới khẽ đảo bạch trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa bọn họ vốn là hướng phía dưới ngược lại dáng người lại là đột nhiên thẳng lấy thân thể đi tới mà cảnh tượng trước mắt cũng lớn vì cải biến. Nguyên lai like nơi này là như thế nhỏ, phương viên bất quá một dặm chỗ, bầu trời vẫn như cũ là tấm màn đen, nhưng mặt đất đã không có cát vàng, ngược lại là đỏ thẫm đất đai. Trác Phàm nhặt lên một số người một cái, đều là tản ra huyết tinh chi khí, lại quay đầu nhìn về phía đến trước con đường, nguyên lai like bọn họ một mực tại phương viên 100 mét trong sân đảo quanh. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm không khỏi âm thầm may mắn, may mắn lần này có Cổ Tam Thông đi theo không phải vậy hắn coi như tiến vào nơi này đoán chừng cũng muốn mày chết tại cái kia huyễn cảnh bên trong thế nhưng là đúng lúc này từng tiếng khóc nức nở lại là đột nhiên truyền vào hắn trong tai không khỏi sững sờ chắc phàm quay đầu nhìn qua lại chính gặp cổ tam thông chính dựa vào tại một cái đỏ bừng vòng tròn lớn cây cột bên cạnh càng không ngừng khóc nức nở trên mặt đã là treo lên hai đạo nước mắt nhìn qua cực kỳ đáng thương ách tiểu tam tử ngươi làm sao chắc phàm lộng mày nhíu lại có chút khó hiểu nói lắc lắc đầu cổ tam thông một bên khóc một bên chi ngô đạo ta cũng không biết ngươi nhìn ta chính là nghe nó mùi vị đi ra thế nhưng là vừa tiếp cận nó ta thì ngăn không được thương tâm khổ sở không khỏi hơi sững sờ chắc phàm lúc này mới quan sát tỉ mỉ căn này đỏ bừng cây cột lớn thế nhưng là không nhìn không biết xem xét giật mình cái này cây cột lại có mấy trăm trượng cao uyển như một tòa núi nhỏ cao vút trong mây mà lại kéo dài tới chân trời thậm chí đâm xuyên cái kia màu đen thương khung Cuồng loạn tử lôi càng không ngừng bổ vào cái này trụ lớn lên, tản mắt ra từng trận khét lẹt mùi vị, lại là vẫn như cũ khó có thể dung chuyển nó bảy may Chắc phàm gặp không khỏi âm thầm tắc lưỡi, suy nghĩ cái này màu đỏ trụ lớn đến tột cùng là cái gì, thế mà có thể đứng vững nhiều như vậy từ lôi cuồng bổ nổi giận chém, phải biết cái này bên trong thề nhưng là có mạnh nhất thập nhị trọng thiên tử lôi à, dạng này lực phá hoại đều cao ngất không ngã, có thể thấy được cái này trụ lớn xác thực phi phàm. Đồng thời chắc phàm cũng cười thầm cái này thiên đế quả nhiên là đần độn sao cái này trụ lớn lên lớn như vậy vị đạo cái mũi nhạy bén tự nhiên có thể tìm tới đường ra ai chờ chút đột nhiên chắc phàm tựa hồi ý thức được cái gì lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy căn này trụ lớn còn thật sâu hút mấy cái khí trong mắt rung động lại là càng ngày càng sâu cái mùi này linh khí nồng đậm còn kèm theo dã dạ tính là thuộc về linh thú a à không là thanh thú chắc phàm không khỏi hít sâu một hơi trong lòng rung động không hiểu chẳng lẽ nói căn này trụ lớn không phải cái gì thiên nhiên khoáng sản khắp nơi kết tinh mà chính là thánh thú tay chân nghĩ tới đây chắc phàm vội vàng cẩn thận hồi tưởng theo trong đầu lật xem cửu u bí lục bên trong ghi chép thượng cổ thời kỳ ngũ đại thánh thú cùng tồn tại thiên hạ không người có thể địch cho dù đế cấp cao thủ cũng không dám nhẹ thử phong mang chỉ có mạnh nhất tam đế mới có thể cùng so sánh được bọn họ chính là thượng cổ ngũ đại thánh thú một trong trùng thiên kỳ lân chắc phàm mở choàng mắt hét to lớn tiếng đã là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cùng thượng cổ thập đế nổi danh ngũ đại thánh thú một trong trùng thiên kỳ lân hội xuất hiện ở đây hơn nữa nhìn nó bộ dáng rõ ràng đã chết hẳn chỉ có một cái trùng thiên kỳ lân chân còn không chút do dự đứng thẳng giữa thiên địa mà giết nó người không cần nói cũng biết chính là thập nhị trọng thiên tử lôi kim nhãn chủ nhân thiên đế không thể nghi ngờ chẳng lẽ nói nơi này cũng không phải là cái gì thiên đế di tích mà chính là thiên đế lò sát sinh à chương 243, thiên đế tuyệt học, không minh thần đồng, phanh phanh phanh. Khắp nơi đang không ngừng lắc lư, đem chắc phàm thu suy nghĩ lại tới, chắc phàm quay đầu xem xét, lại chính gặp cổ tam thông trên mặt mang lệ nóng, đang liều mạng lay động cái kia trụ lớn. Thế nhưng là, theo cái kia trụ lớn lắc lư, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động ra, từng đạo tử lôi bổ vào cái kia đỏ thẫm quang mang trên, giống như muốn chui vào nơi này âm hiểm độc xà, tuy thời chuẩn bị hồng mang tán đi về sau đem nơi này hóa thành cho tàn chắc phàm không khỏi quá sợ hãi vội vàng chặn lại nói tiểu tam tử ngươi làm gì cái này bảo hộ chúng ta hồng mang tựa hồ là cái này trùng thiên kỳ lân chân phát ra nếu là nó ngược lại chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này thế nhưng là ta không muốn lại nhìn nó bị những cái kia tử lôi bổ trong lòng khó chịu khóe miệng một dẹp cổ tam thông khóc sụt sùi xịt xịt cái mũi trong lòng không khỏi run lên chắc phàm nhìn xem cái này cổ tam thông nhìn nhìn lại cái này phóng lên tận trời kỳ lân cước tựa hồ nghĩ đến cái gì chỗ một giọt máu đào hơn ao nước lã cổ tam thông đủ loại quái dị đã chứng minh hắn không phải thường nhân mà đi tới nơi này hắn thế mà cùng cái này trùng thiên kỳ lân chân sinh ra cộng minh sẽ vì nó thút thít chẳng lẽ hắn cùng ngũ đại thánh thú một trong trùng thiên kỳ lân có huyết mạch quan hệ vừa nghĩ đến đây chắc phàm không khỏi thở dài trong lòng mềm nhũn tiến lên sờ sờ đầu hắn nói nếu như ngươi không muốn hắn trên trời có linh thiêng thương tâm lời nói thì không muốn làm như thế cổ tam thông trố mắt nhìn không rõ ràng cho lắm trác phàm lắc đầu cười cười nói ta chết ngược lại không quan trọng nhưng là ngươi mà chết đoán chừng căn này cây cột lớn cũng sẽ khổ sở nghĩ đến trên đời không có ai sẽ hy vọng chính mình hậu nhân hoặc tộc nhân không không chịu chết đi ngươi nói là ta là hắn tộc nhân thậm chí thân nhân cổ tam thông mở to hai mắt treo nước mắt không thể tin nói kẽ gật đầu trác phàm thản nhiên nói người thấy cái này kỳ lân cước bị xét đánh tâm lý hội khổ sở chẳng lẽ vị này kỳ lân cước chủ nhân biết ngươi bị tử lôi đánh chết hắn lưu lại kỳ lân cước không thể bảo vệ tốt ngươi tâm lý liền sẽ không càng khổ sở hơn sao thật sâu nhìn chắc phàm liếc một chút cổ tam thông việt một thanh trên mặt nước mắt rốt cục không còn lắc lư cái kia trụ lớn chắc phàm không khỏi thở dài ra một hơi phóc đột nhiên chắc phàm lại là một ngụm máu tươi phun ra rơi xuống đất tức nổ sắc mặt cấp tốc trắng xám xuống tới cổ tam thông gặp không khỏi kinh hãi vội vàng đem hắn đỡ lấy thế nhưng là chắc phàm lại là khoát khoát tay khổ cười ra tiếng xem ra cái này từ lôi đối với ta thân thể thương tổn càng tăng lên hơn vốn là muốn ở chỗ này tìm tới thiên đế di tích tìm kiếm giải cứu chi pháp không nghĩ tới thật sâu hít một hơi chắc phàm thở dài lên tiếng xem ra coi như ta không có chết ở bên ngoài cũng sẽ mải chết ở bên trong nghĩa phụ ngươi không có việc gì chúng ta mới vừa vặn nhận nhau cổ tam thông nghe xong vội vàng khẩn trương nói hắn thật vất vả tìm tới một cái giống chắc phàm quan tâm như vậy người khác lại là lại muốn chết đi cổ tam thông không cảm giác trong lòng khổ sở trong mắt xuất hiện lần nữa nước mắt chắc phàm gặp này bật cười lắc đầu nghĩ hắn cả đời làm ác chưa làm qua mấy cái chuyện tốt nhưng là trước khi chết lại có người vì hắn thút thiết cũng coi như khó được hảo báo mấu chốt là hắn đứa con trai nuôi này cũng là hắn không có hảo ý lừa gạt tới ánh mắt hơi hơi mị mị chắc phàm than nhẹ lên tiếng thoát thêm một phiên tiếp theo chữ vật giới chỉ đeo tại cổ tam thông đầu ngón tay lên giống như lưu di sản đồng dạng cười nói chiếc nhẫn này bên trong có không ít dược tài lưu cho ngươi hy vọng ngươi mau chóng lớn lên lấy ngươi trời sinh huyết mạch thần lực ngày sau chắc là có biện pháp chạy ra nơi này nghĩa phụ cổ tam thông méo miệng nước mắt ào ào rất là cảm động chắc phàm xoa một chút hắn nước mắt tiếp tục theo lôi linh giới bên trong móc ra cái kia lôi vân tức trứng chim đưa lên ta chết về sau sợ ngươi ở chỗ này buồn chán con chim này thì đưa cho thế mà hắn lời còn chưa nói hết cái kia trứng chim liền đã tạch 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 bắt đầu vỡ vụn chắc phàm không khỏi khẽ giật mình thì thào lên tiếng ta dựa vào cái này trứng thế mà ấp trứng chẳng lẽ là tức đột nhiên một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài phát ra trứng lớn ầm vang vỡ vụn từ bên trong dò ra một con chim nhỏ đầu đến toàn thân cao thấp lôi quăng nổ vang chỉ là nó cùng bình thường lôi phân tức khác biệt lại là tử sắc mà lại cái kia che đắp lên trên người lôi mang càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử lôi. Cổ Tam Thông thấy một lần, không khỏi dọa đến vội vàng tránh đến một bên, chắc phàm cũng đã hoàn toàn nhìn ngóc. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, vừa ra đời cũng là nhất trọng thiên tử lôi. Cái này lôi vân tước, biến dị đi. Chít chít chít. Chim nhỏ nháy một đôi lục đậu mắt to đồng tử, bốn phía nhìn xem, đợi nhìn đến chắc phàm lúc, lại là nghiêm chỉnh đem hắn nhận thành mẫu thân mình, không khỏi vui sướng vẫy hai lần cánh, nhảy ra. Bởi vì vừa vừa ra đời, còn không biết bay lượn, đành phải lảo đảo dãy ruộng nhỏ gầy thân thể đi vào trước mặt hắn ở trên người hắn tới lui cọ cọ chắc phàm kinh ngạc nhìn con chim nhỏ này nháy mắt mấy cái lại là bật cười ra tiếng cười mắng tiểu xúc sinh lần này tới lạc lôi hạp cái được lợi nhất cũng là ngươi đi bình thường lôi vân tức nhiều lắm là trưởng thành là sáu cấp linh thú trên thân cũng chỉ là bình thường lôi điện ngươi vật nhỏ này lại là tại tử lôi bên trong thai ngén ngày sau không biết muốn trưởng thành đến loại tình trạng nào thật là khiến người chờ mong a à. nghĩa phụ nhanh bắt lấy nó đừng cho nó tới gần ta thế mà cổ tam thông lại là trốn ở cái kia kỳ lân cước đằng sau phất phất tay hét lớn lên tiếng tựa hồ tương đương sợ hãi chắc phàm không khỏi nhịn không được cười lên lắc đầu liên tục tiểu tam tử ngươi sợ nó làm gì nó trên thân tử lôi chỉ có nhất trọng thiên liền lão tử đều thương tổn không huống chi là ngươi huống hồ chờ lão tử quy thiên về sau nơi này thì thừa nó cùng ngươi làm bạn có gì có thể sợ đến nói đến ta vì vật nhỏ này cũng cầm không ít tâm tư cũng coi là nhi tử ta ngươi cái này làm ca ca nhanh đến chiếu cố một chút đệ đệ chắc phàm không khỏi tính trẻ con nổi lên biết rõ cổ tam thông hoảng sợ tử lôi còn vẫn như cũ cười mang lấy để hắn tới cùng con chim nhỏ này thân cận cổ tam thông dọa đến phát run liền vội vàng lắc đầu chắc phàm lại là cười to lên dù sao không còn sống lâu nữa không bằng trêu chọc cái này thiên vũ đệ nhất cao thủ bất bại ngoan đồng chơi lấy cái việc vui cũng tốt sau đó hắn cố ý đem cái kia chim nhỏ để dưới đất ra hiệu nó đi tìm cổ tam thông chim nhỏ xem xét đây là xuất từ mẫu thân nó mệnh lệnh không khỏi vui vẻ lĩnh mệnh lúc lắc thân thể kỳ kỳ cha cha hướng cổ tam thông đi đến phảng phất là một cái muốn tìm ca ca chơi tiểu đệ đệ một dạng chỉ là nó cái kia trên thân tử lôi đùng đùng không dứt loạn hưởng để cổ tam thông thấy một lần liền không nhịn được toàn thân run rẩy đi ra đi ra đừng tới đây cổ tam thông gấp nắm lên trên mặt đất đất đá hướng nó ném đi Tuy nhưng là cái kia chim nhỏ tuy nhiên đi bộ bất ổn nhưng lại tương đương nhạy bén nhún nhảy một cái thì tránh thoát đi mà lại nó còn tưởng rằng đây là ca ca tại cùng nó chơi đùa không khỏi càng thêm hưng phấn mà hướng cổ tam thông nhảy xuống cổ tam thông kia đáng thương khuôn mặt nhỏ đều nhanh hoảng sợ khóc một mực ném lấy đất đá lại là làm sao cũng lạnh không chúng nó chắc phàm ở một bên lại là cười ha ha ngược lại có một loại lúc tuổi già chơi đùa vui vẻ bắt quá cũng có lẽ là thật bị buộc cấp cổ tam thông gặp đồng dạng đất đá không được việc bốn phía tìm kiếm có thể ném đồ vật bốt cục tại hắn trái sau ba bước vị trí hắn nhìn đến một khối màu trắng nhô lên cổ tam thông không nói hai lời đi qua nhặt lên lại là khẽ giật mình vậy mà cầm không được lấy hắn khí lực mà nói một khối hòn đá nhỏ thế mà cầm không được đây chính là hiếm lạ sau đó hắn bỗng nhiên một tay cắm vào trong đất vì sức chín châu hai hổ mới đưa khối này quỷ dị lồi thạch toàn bộ dơ lên chỉ thấy cái kia lồi thạch theo trong đất tận gốc dơ lên về sau có chiều cao hơn một người tại cổ tam thông đứa bé này trong tay lộ ra tương đương không cân đối mà lại cái kia cỗ dị thường trọng lượng đúng là để cổ tam thông đều cảm thấy có chút cố hết sức chắc phàm giật mình cần quát bảo ngưng lại thế nhưng là cổ tam thông tựa hồ thật rất sợ hãi gặp cái kia chim lập tức liền muốn đi gần chính mình cũng nhịn không được nữa liền một sử dụng lực ném đi qua cái kia chim nhỏ không khỏi giật mình quỵt cánh trong nháy mắt phi lên đúng là nhanh như vậy liền học được bay lượn đụng một tiếng cự thạch nện trên mặt đất đập ra một cái một mét vuông hố to chim nhỏ hãi hùng khiếp vía rơi vào trên đá lớn lại nhìn về phía cổ tam thông lúc trong mắt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi nguyên lai vị này ca ca không phải cùng nó đùa giỡn là thật đáng ghét nó à chắc phàm bất đắc dĩ lắc đầu nhìn lấy cổ tam thông tức giận bộ dáng cần mở miệng mắng lên lại là đột nhiên tròng mắt ngưng tụ chăm chú để mắt tới khối cự thạch này giờ này khắc này hắn mới tới kịp cẩn thận xem. Nguyên lai like khối này cự thạch, giống như một cái trứng lớn một dạng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, thậm chí có thể lộ ra ảnh tới. Thế nhưng là cẩn thận quan sát dưới, liền có thể phát hiện, cái này cự trong đá tựa hồ có lưu quang toán loạn, thậm chí còn có bóng người ở bên trong thoáng hiện. Hồi ảnh thạch, chắc phàm không khỏi hét to lớn tiếng, trái tim đông đông trực nhảy, lẩm bẩm nói, cái này nhặt được bảo bối. Hồi ảnh thạch cho dù tại thánh vực cũng mười phần thưa thớt, chính là một số truyền thế thánh tộc vì đem chính mình bắt truyền chi bí lưu chuyển xuống mới đưa chúng nó ghi lại ở bên trong hiếm thấy chân bảo đồng dạng dạng này hồi ảnh thạch sẽ chỉ chuyển cho thánh tộc tộc trưởng tộc trưởng đem thạch đầu đánh vỡ bên trong liền sẽ đem tổ tiên lưu lại tuyệt kỹ truyền thụ xuống đợi truyền thụ hoàn tất hồi ảnh thạch liền vô dụng chờ tộc trưởng cao tuổi hoặc là sắp vĩnh biệt cõi đời lúc lại đem bí kỹ ghi chép tại xuống một miếng hồi ảnh thạch bên trong truyền cho người kế nhiệm tộc trưởng cứ như vậy trong tộc bí kỹ liền sẽ không ngoại truyền thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến tại kết giới này bên trong sẽ có hồi ảnh thạch xuất hiện như vậy cái này hồi ảnh thạch bên trong ghi chép sẽ là ai tuyệt học đâu hoặc là trùng thiên kỳ lân hoặc là cũng là thiên đế chính mình mà nếu thật là thiên đế lời nói cái này thì phát đạt nói không chừng còn có thể giải trừ hắn trên thân tử lôi quấn thân nỗi khổ nghĩ đến đây chắc phàm liền nhịn không được thẳng xoa tay kích động nói tiểu tam tử cho lão tử đánh phá tảng đá kia cổ tam thông sững sờ còn tưởng rằng chắc phàm tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, liền cúi đầu nói. Người muốn mắng ta liền mắng tốt, ta xác thực không nên dùng lớn như vậy tảng đá đi nện cái kia con chim nhỏ. Đã người cũng nhận nó làm nhi tử, vậy hắn thì là đệ đệ ta. Ta làm như vậy xác thực quá phận, ngươi thực sự không cần cầm thạch đầu đến làm ngụy trang. Chắc vào một trận giờ khóc giờ cười, gật đầu nói. Người biết sai có thể thay đổi, lão tử cảm giác sâu sắc vui mừng. Bất quả lão tử thật không có phải mắng ngươi ý tứ, cũng là để ngươi giúp ta mở ra tảng đá kia, có lẽ như thế lão tử cũng không cần chết. Ánh mắt không khỏi sáng lên, cổ tam thông không rõ ràng cho lắm, nhưng là nghe đến có thể cứu chắc phàm, hắn vẫn là hết sức kinh hỉ. Sau đó, vang trong một tiếng nổ vang, khối kia hồi ảnh thạch tại cổ tam thông một cái non nớt nắm đấm thép phía dưới hóa thành khối mảnh vụn, đủ mọi màu sắc pha trộn vũ khí, theo hòn đá kia bên trong phát ra, hình thành một trận sương mù. Lúc này, cái kia trong sương mù xuất hiện một bóng người, nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ trang nghiêm hai cái trong mắt bên trong, mắt trái có tử mang chớp động, mắt phải thâm thúy không nhìn thấy đáy. Tựa hồ lại chăm chăm một hồi, cả người liền bị hắn hút đi vào một dạng. Thượng cổ thập đế đứng đầu, thiên đế, chỉ một cái liếc mắt, chắc phàm liền nhận ra. Mà người kia sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng đang ngó chừng phía dưới, nhưng là trong mắt lại giống như nhìn xuống mọi loại con kiến hôi, nhẹ nhàng mở miệng. Tuổi trẻ hậu bối, đã người may mắn mở ra bổn tọa hồi ảnh thạch, vậy thì là ta tộc nhân, bổn tọa làm sẽ đem bổn tọa đệ nhất thần thông, không minh thần đồng truyền thụ cho ngươi nhìn ngươi cẩn thận lĩnh hội không phụ cô nhìn cái gì lại là không minh thần đồng cái này kiếm đại phát ha 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 Thần thể bất giác run run chắc phàm khóe miệng không lý do liệt lên đã là kìm lòng không được cười ha hả chương 244 trăm không minh thần đồng đệ nhất trọng truyền nói thượng của mạnh nhất tam đến bên trong thiên đế có hai đại tuyệt học thần thông một là mắt trái tử lôi kim nhãn hai chính là cái này mắt phải không minh thần đồng bất quá tổng tới nói cái này không minh thần đồng chính là thiên đế đạt đến đế cảnh lúc trước hết ngộ đến đệ nhất thần thông cỗ có vô thượng uy lực là về sau tử lôi kim nhãn cũng không cách nào so sánh chắc phàm tâm tình kích động sợ bên người hai cái tiểu gia hỏa quấy dày còn chuyên môn đối bọn hắn làm im lặng thủ thế tiếp lấy liền hết sức chuyên chú nhìn về phía cái kia không chung hư ảnh đây chính là duy nhất một lần truyền thừa cơ hội coi như bỏ lỡ dù là một chữ cũng đủ làm cho hắn thương tiếc trung thân cái gọi là không minh thần đồng chính là nhãn thuật bên trong vô thượng thần thông đầu tiên coi trọng một cái chữ không không tắc hữu dung hữu dung đại đại vạn vật sai không vạn vật bất không thiên đế hư ảnh ngồi nghiêm chỉnh từng chữ nói ra truyền thụ khẩu quyết cẩn thận giảng giải chắc phàm thì là chăm chú nhìn thân ảnh cao lớn kia không dám có một tia phân thần cổ tam thông cùng cái kia chim nhỏ tựa hồ cũng biết đối với chắc phàm tựa hồ tương đối quan trọng liền cũng toàn đều an tĩnh bồi ở bên cạnh hắn cái kia hình ảnh thanh âm đại khái truyền có ba ngày ba đêm chắc phàm cứ như vậy nhìn chằm chằm vào trong tay tỉ mỉ lắng nghe liền mí mắt đều không nháy mắt một chút sau cùng thiên đế thở sâu thản nhiên nói thập nhị trọng không minh thần đồng pháp môn tu luyện bổn tọa đều đã truyền thụ xong người nếu có tâm có thể luyện đến vô thượng thần uy trong tộc ta đứng thế bất bại còn bổn tọa thần thông thứ hai tử lôi kim nhãn cũng là từ cái này không minh thần đồng thoát thai mà thành người như thiên phú thông minh không cần phải để ý ngày sau tất có điều ngộ ra như thiên phú không được tốt bổn tọa lại thiết lập một hồi ảnh thạch trợ ngươi tu luyện nhưng nghĩ đến ngươi thành tựu tạm thời ngừng ở đây thôi thêm thì dư thừa nhiều quá không tốt ngươi tự tính toán tự giải quyết cho tốt lời nói nói xong không trung vân vụ dần dần tán đi thiên đế hình ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có mặt đất khối kia tứ phân ngũ liệt hồi ảnh thạch triệt để trở thành một khối phế thạch chắc phàm con lười trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh nhíu mày cổ tam thông gặp không khỏi kỳ quái nói nghĩa phụ người làm sao không có việc gì chỉ là ta rất kỳ quái hắn sau cùng câu nói kia tựa hồ cũng không hy vọng hậu nhân tu luyện tử lôi kim nhãn ánh mắt hơi hơi mị mị chắc phàm một mặt không hiểu cổ tam thông lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả khinh thường bĩu môi hắn hy vọng không hy vọng hậu nhân luyện có quan hệ gì mấu chốt là ngươi có muốn hay không luyện à đương nhiên muốn luyện đây chính là một đại tuyệt học chắc phàm trong mắt chừng một cái bật thốt lên vậy còn chờ gì ta giúp ngươi lại tìm cổ tam thông không nói hai lời rất sảng khoái giúp chắc phàm lần nữa lật lên mặt đất đất đá tìm kiếm lấy cùng vừa mới một dạng hồi ảnh thạch chắc phàm suy nghĩ một chút về sau cũng là bật cười lắc đầu cái kia thiên đế không cho hậu nhân tu luyện mắt trái từ lôi kim nhãn đại khái là muốn cho hậu nhân lấy đến chính mình thành tích không thể mù quáng ỉ vào tổ tiên thần thông thế nhưng là lại sợ hậu nhân không lên thân cho nên thì cũng lưu lại từ lôi kim nhãn tu luyện phương pháp bất quá hắn chắc phàm cũng không phải là thiên đế hậu nhân không có lý do nghe hắn dạy bảo mặc kệ nó không luyện ngu sao mà không luyện dù sao hắn đều lưu lại thế nhưng là để hắn vẫn còn có chút kỳ quái là cái này hồi ảnh thạch bên trong hình ảnh rõ ràng là lưu cho hắn trong tộc hậu nhân làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây còn tiện nghi hắn cái này không may trọng sinh ma hoàng ngẩng đầu nhìn xem cái kia phóng lên tận trời ký lân cước chắc phàm tự hồ đoán được cái gì hắc 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 mặc kệ nó cái này kêu là bánh từ trên trời rớt xuống lão tử không tiếp người nào tới đón chắc phàm bật cười lớn cũng theo cổ tam thông cùng một chỗ tìm kiếm dưới đất chỉ có cái kia chim nhỏ ở một bên sôi nổi một đôi đậu xanh mắt nhìn lấy hai người một trận hiếm lạ cái này lão cha cùng lão ca đang làm gì đó dưới đất à chẳng lẽ trong đất có côn trùng ăn sau đó cái kia chim nhỏ cũng giúp đỡ lật lên đất đai thế mà sau nửa canh giờ nơi này hơn phân nửa địa phương đều lật một lần lại là y nguyên không thu được gì chắc phàm có chút kỳ quái chẳng lẽ nơi này chỉ lưu một khối không minh thần đồng hồi ảnh thạch thế nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng vỗ chán một cái mắng to một tiếng đần độn hắn làm sao đem long cửu cấp quên lúc trước nghe cái kia long cửu nói tự hồ hắn bị cuốn vào cái này từ lôi phong bạo về sau đã từng ngốc ngách bốn phía loạn huy quyền sau đó đần độn u mê thông qua trận pháp kia sơ hở đem ghi chép có tu luyện tử lôi kim nhãn khẩu quyết hồi ảnh thạch cho đánh vỡ cho nên lúc đó hắn mới có thể không hiểu nghe đến có người đang truyền thụ khẩu quyết cũng đánh bậy đánh bạ tu luyện thành tử lôi kim nhãn thế nhưng là hắn tại bối rối dưới vậy mà đem tử lôi kim nhãn bắt đầu khẩu quyết cấp quên cho nên tại môn thần thông này triệt để thất truyền chắc phàm bất đắc dĩ lắc đầu thật không biết nên nói hắn vận khí tốt vẫn là cặn bã nói hắn vận khí tốt là như vậy không có khả năng phát sinh tỷ lệ cũng có thể làm cho hắn đụng phải may mắn thành là thiên đế một đại thần thông truyền thừa người thế nhưng là nói hắn vận khí cặn bã lại là rõ ràng truyền thừa môn thần thông này lại là lại đem nó cho vứt bỏ hải lão tử cũng vô pháp tu luyện chắc phàm chỉ có thể tiếng buồn bã cười khổ thế nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút thiên đế lúc đó nói tựa hồ lại cảm thấy họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc tiểu tam tử không cần lại tìm cái kia tử lôi kim nhãn cùng ta vô duyên coi như đi chắc phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí đột nhiên cười cười hét lớn lên tiếng cổ tam thông dừng thân lại nhìn về phía chỗ của hắn một mặt lo lắng thế nhưng là chỉ bằng kia cái gì không binh thần đồng có thể chữa cho tốt người thương sao ta nghe nói cởi chuông phải do người buộc chuông đã ngươi thương tổn là tử lôi tạo thành cái này tử lôi kim nhãn có thể hay không thì là phương pháp chữa thương chắc phàm thân thể nhịn không được run run trong lòng chảy qua một dòng nước ấm hắn tìm tử lôi kim nhãn pháp môn tu luyện chỉ là muốn để chính mình thực lực cường hãn hơn mà thôi nhưng là cổ tam thông lại là ngay từ đầu thì vì thương thế hắn lo lắng cái này không thể không để trong lòng của hắn một hồi cảm động đứa con trai này mặc dù là hãm hại lừa gạt tới nhưng thật là làm cho trong lòng của hắn yêu thích vô cùng không sao có cái này không minh thần đồng thì hoàn toàn đầy đủ chữa khỏi vết thương chắc phàm cười nhạt một tiếng vẫy tay đem cổ tam thông cùng cái kia chim nhỏ đều khai ra đến trước mặt cổ tam thông tuy nhiên vẫn còn có chút bài xích cái này từ lôi chim nhưng nghĩ đến cái này là đệ đệ hắn liền cũng nỗ lực làm chính mình đi tiếp thu chắc phàm vỗ vỗ hai tiểu gia hỏa này đầu trên mặt lộ ra một mảnh vẻ nghiêm túc tiểu tam tử còn có con chim nhỏ này ách ta liền gọi ngươi tức nhi đi là cha một hồi muốn bày xuống thủ hộ trận pháp bế quan tu luyện liệu thương cũng chẳng biết lúc nào có thể xuất quan các người bên ngoài ở lại cắt không có thể tùy ý ra cái này hộ cháu bên ngoài để tránh xảy ra bất chắc yên tâm đi nghĩa phụ ta tuyệt không đi ra cổ tam thông vội vàng khoát khoát tay nhìn lấy bên ngoài tử lôi trên mặt một trận kiêng kỵ thế nhưng là cái kia tức nhi lại là lệch ra cái cổ siêu vẹo không rõ ràng cho lắm bất quá chắc phàm cũng không có thời gian cùng nó giải thích thì sao nó cho cổ tam thông nhìn cho thật kỹ chính mình thì là lập tức bố trí xuống một cái phòng ngự trận ngồi ở trong đó chậm rãi nhắm hai mắt nhập định thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa không biết qua bao lâu chắc phàm lần nữa mở hai mắt ra lúc bầu trời bên ngoài vẫn như cụ đánh lấy tử lôi nhưng hắn đã hoàn toàn biến một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ trên người hắn phóng xuất ra đồng thời hắn phải đồng từ bên trong một đạo kim sắc vòng tròn lúc ẩn lúc hiện thỉnh thoảng còn có tử sắc lôi quang thoáng động vung tay lên đem chung quanh trận pháp triệt hồi chắc phàm đứng dậy thét dài lên tiếng a à, đột phá đúng lúc này một đạo thanh thúy đồng âm xuất hiện tại hắn sau lưng nghĩa phụ cái kia người vết thương lành sao đương nhiên chắc phàm mỉm cười xoay người lại nhìn về phía cổ tam thông nói không chỉ có tốt mà lại thực lực tăng nhiều hiện tại chúng ta có thể ra ngoài để nghĩa phụ mang các ngươi hai cái cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay gương mặt nhịn không được hung ác run rẩy cổ tam thông bất đắc dĩ thở dài nghĩa phụ ngài muốn khoác lác cũng mời thổi đến thực tế một chút được không 5 năm năm ngài mới từ đoán cốt ngũ trọng cảnh đột phá đến đoán cốt chín tầng liền thiên huyền cảnh đều không đột phá làm sao mang bọn ta bay ta trông cậy vào ngài mang ta ra ngoài còn không bằng trông cậy vào tức nhi đâu nói cổ tam thông nhất chỉ bầu trời chi bên ngoài phương hướng hô to lên tiếng tức nhi lão cha xuất quan tức một tiếng nhẹ sắc nhọn hót vang vang lên một cái dài hơn ba trượng từ sắc phi điều bay lượn tại cái kia tối như mực bầu trời bên ngoài những cái kia khủng bố tử lôi đùng đùng không dứt đánh vào nó trên thân, lại là đối nó không có chút nào ảnh hưởng. Chắc phàm nhìn đến một trận trợn mắt hốc mồm, kêu sợ hãi liên tục. Tước, tức nhi, đây là tức nhi sao? Đã trưởng thành bốn cấp linh thú, mà lại trên thân tử lôi cũng thành tứ trọng thiên. Thế nhưng là, bên ngoài những cái kia tử lôi rất nhiều đều là 11, thập nhị trọng thiên, đánh vào nó trên thân không có chuyện gì sao? Ngay từ đầu ta cũng lo lắng, bất quá hẳn là nó cùng cái kia tử lôi giống nhau đi. Cổ tam thông nhún nhún vai, thản nhiên nói những cái kia tử lôi đánh vào nó trên thân cơ bản đều sẽ bị nó hấp thu hấp thu không rơi năng lượng liền sẽ bị nó tự động phát tán ra đối thân thể ngược lại là không có ảnh hưởng gì chắc phàm bất giác nháy mắt mấy cái trong lòng sợ hãi thán phục lão tử con nuôi là cái quái vật dưỡng đi ra linh thú cũng mẹ hắn là cái quái vật mà ngay cả thập nhị trọng thiên tử lôi cũng không sợ về sau muốn mạnh đến loại tình trạng nào a à. bất quá cái này cũng bình thường lão tử hiện tại đoán chừng cũng đi vào quái vật hàng ngũ tuy nhiên trước kia là bị người khác xưng hô như vậy nhưng là hiện tại coi như đối mặt cái này tiểu tam tử đại khái cũng có thể để hắn giật này cả mình đa à, ha 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 nghĩ tới đây chắc phàm nhìn về phía cổ tam thông cười ha hả nói tiểu tam tử lão tử đưa ngươi dược tài ăn hết sao sớm ăn hết mà lại tước nhi còn phân ta gần một nửa đâu chỉ là không biết làm sao ra ngoài ta đã có ba năm chưa ăn qua dược tài đều nhanh dinh dưỡng không đầy đủ cổ tam thông sờ sờ chính mình bụng nhỏ khóe miệng một xẹp cảm thấy vạn phần vì khuất chắc phàm vỗ vỗ hắn đầu vai khoát khoát tay cười nói không sao cả lão cha cái này mang các ngươi ra ngoài đến a à, ngươi mới đoán cốt chín tầng cảnh liền xem như dưỡng thương ngươi cái này đột phá cũng quá chậm kinh thường bĩu môi cổ tam thông ngước nhìn bầu trời thở dài một hơi ta vẫn là trông cậy vào tức nhi a à. nó không sợ tử lôi chờ thăm dò rõ ràng ra ngoài đường đi liền có thể để nó mang về dược tài đến hắc 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 sắc mặt bất sắc trầm xuống chắc phàm trong lòng thầm giận là một cái phụ thân, làm sao có thể để nhi tử xem thường. Sau đó vội ho một tiếng, nhìn về phía cổ tam thông nói, tiểu tam tử, ngươi cái này rất rõ ràng xem thường lão tử à, cái này khiến ta người cha này thể diện cũng không tốt nhìn. Tới đi, ngươi hướng ta đánh nhất quyền, ta muốn để ngươi biết, lão tử cũng là có năng lực, tu vi nhưng là cũng không có nghĩa là thực lực. Mi đầu bất giác nhách lên, cổ tam thông kỳ quái nhìn về phía hắn, lão cha, ngươi nghĩ kỹ, ta một quyền này coi như thần chiếu cao thủ cũng không thể chịu được, chờ nói chi là ngươi cái này liền thiên huyền cảnh đều không đột phá người bớt nói nhiều lời phóng ngựa tới lão tử lúc trước câu kia mang ngươi trắng bức mang ngươi bay không phải tùy tiện nói một chút lão tử thế nhưng là có thực lực chắc phàm khoát khoát tay lần nữa hét lớn một tiếng cổ tam thông bất đắc dĩ thở dài duỗi ra một ngón tay cái này lão cha quá tùy hứng liền bồi hắn chơi đùa có điều ngàn vạn muốn khống chế tốt lực lượng đừng đem hắn lại thương tổn trong lòng nghĩ như vậy cổ tam thông ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ông một đạo ba động từ đầu ngón tay hắn vạch ra giống như một mũi tên dài bắn thẳng đến trác phàm mà đi tuy nhiên cổ tam thông đã đem lực lượng không chế đến nhỏ nhất nhưng là một kích này y nguyên không phải trác phàm có khả năng chịu đựng được thế nhưng là hắn lại không nhúc nhích chút nào cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy thẳng đến cái kia một đạo chấn động mãnh liệt đi vào trước mặt hắn nghĩa phụ cẩn thận cổ tam thông không khỏi khẩn trương đồng thời trong lòng thầm hận vì cái gì không đem lực lượng lại không chế điểm nhỏ lấy nghĩa phụ dạng này tu vi liền xem như luyện thể tu giả bị một chỉ này đạn đến cũng là trọng thương không càng hạ chàng a à. thế nhưng là còn không đợi hắn lo lắng sắc mặt lộ ra chắc phàm mắt phải bên trong lại là đột nhiên lóe qua một nói vầng sáng màu vàng óng sau một khắc sư một tiếng chắc phàm bóng người đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trở lại xuất hiện lúc đã đi tới cổ tam thông sau lưng không minh thần đồng đệ nhất trọng thay hình đổi vị chắc phàm nhếch miệng lên lộ ra nụ cười đắc ý cổ tam thông lại là tại trong tích tắc triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ngay tại cái kia chắc phàm biến mất trong nháy mắt, hắn vậy mà triệt để mất đi hắn bóng dáng, không chỉ là thị giác, còn có thính giác, khứu giác, thậm chí là thần thức, dường như người này hoàn toàn ở cái thế giới này biến mất một dạng. Cái này, làm sao có thể? mươi 245, sông ra kết giới, tiểu tam tử, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Thế mà, còn không đợi cổ tam thông lấy lại tinh thần, chắc phàm đã là hét lớn lên tiếng, cổ tam thông khẽ giật mình, lại là khinh thường bĩu môi lão cha ngươi có thể tránh cũng coi như thế nhưng là ngươi quyền đầu đối với ta thật không có gì thế nhưng là lời còn chưa dứt nhưng nghe một tiếng lôi quang nổ vang một đạo tử sắc lôi mang nhất thời hướng hắn dâng trào mà đi nhịn không được trong mắt co rụt lại cổ tam thông bất giác kinh hãi bản năng lật cái té ngã trốn đến cái kia trụ lớn sau lưng mà cái kia lôi mang cũng là trong nháy mắt xuyên qua ở phía xa nổ vang phát ra ầm ầm âm thanh lớn cổ tam thông sợ hãi thò đầu ra nhìn về phía quyền trên cánh tay lóe tử mang chắc phàm đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người lắp bắp nói nghĩa nghĩa phụ ngươi làm sao cũng có thể phát ra cái này từ lôi a à. ha 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 đây chính là không minh thần đồng uy lực nhạt cười một tiếng chắc phàm vẫy vẫy cánh tay rất hài lòng cái này tiểu tam tử phản ứng hắn cũng coi như tại chính mình con nuôi trước mặt trang bức một lần vừa lòng thoải nói cái này không minh thần đồng coi trọng một cái chữ không chủ yếu là đối không gian pháp tắc vận dụng không minh thần đồng đệ nhất trọng thay hình đổi vị có thể cho ta đem nguyên thần dò xét đến không gian lĩnh vực trao đổi phương vị có thể làm cho chính mình đạt đến thuấn di tốc độ hoặc là nói chắc phàm đưa tay nhẹ nhàng vào một cái phải đồng từ bên trong vầng sáng màu vàng óng chấp động cột tam thông đầu ngón tay lên giới chỉ liền bỗng nhiên biến mất xuất hiện tại hắn trên tay hoặc là để một số không cách nào phản kháng tử vật biến hóa phương vị ha 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 tiểu tam tử ngươi như là đã ăn sạch bên trong dược tài cái này mai chữ phật giới chỉ ta trước thu hồi về sau đoán chừng còn hữu dụng nhìn lấy đây hết thầy nghe đến như thế ngưu bức thần thông cho dù là cổ tam thông cũng không nhịn được há to mồm có thể bỏ vào ba cái trứng vịt đi dạng này sợ hãi thán phục đối với cái này bất bại ngoan đồng tới nói vẫn là bình sinh lần thứ nhất xuất hiện như vậy nói như vậy ngươi chẳng phải là thì vô địch bởi vì không có người có thể đánh tới ngươi a à. cổ tam thông nháy mắt mấy cái cả kinh nói mò sờ cầm chắc phàm khẽ gật đầu có thể nói như vậy nhưng cũng không hoàn toàn chính xác nếu là không minh thần đồng đệ nhất trọng thì vô địch lời nói cái kia còn tu luyện còn lại thập nhất trọng làm gì thực cái này chính là không gian pháp tác sử dụng nếu là không gian một khi bị phong tỏa hoặc là ở vào trong kết giới vậy liền xong đời cái kia những cái kia tử lôi đây ngươi sao lại thế đó lấy cổ tam thông lại há miệng run rẩy hỏi tựa hồ nội tâm còn khá kiêng kỵ chắc phàm bật cười lớn phải đồng tử bên trong tử sắc lôi mang lóe lên một cái rồi biến mất tu thành không minh thần đồng đệ nhất trọng về sau phải đồng từ có thể khai mở một cái không gian ta lúc trước bị những cái kia tử xét đánh trúng trong thân thể tàn phá bừa bãi không cách nào thanh trừ hiện tại thì có thể đem những vật kia chuyển nhập không gian bên trong chứa đựng thời điểm then chốt còn có thể trở thành chiến lược cho nên ta mới nói tu vi cũng không đại biểu thực lực tuy nhiên ta liệu thương cùng tu luyện không minh thần đồng dùng đại nửa thời gian cho nên tại tu vi không có gì khởi sắc nhưng thực lực chân chính thế nhưng là một cái khác nói chắc phàm nhếch miệng cười khẽ, nhiều nhíu mày cổ tam thông đã là hoàn toàn ngây người hắn không nghĩ tới chắc phàm 5 năm qua biến hóa không lớn nhưng tu luyện thần thông lại là khiến người ta không thể tưởng tượng nếu không phải tận mắt nhìn đến ngoại nhân sao sẽ nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như thế sự tình phát sinh Lấy hắn hiện tại bộ dáng ra ngoài ngộ đến bất kỳ cao thủ vậy cũng là giả heo ăn thịt hổ kết quả ai có thể nghĩ tới một cái đoán cốt chín tầng liền thiên huyền cảnh đều không đạt đến tu giả hội có như thế thông thiên triệt địa thần thông cái kia cái kia không minh thần đồng tầng thứ hai lại là cái gì nghĩa phụ người nhanh cho ta biểu thị nhìn xem cổ tam thông tại kiến thức không minh thần đồng đệ nhất trọng uy lực giật mình một lúc sau lập tức tính trẻ con nổi lên không kịp chờ đợi hỏi gương mặt bất giác một đỏ chắc phàm vội ho một tiếng ây cái này không minh thần đồng mười phần khó có thể tu luyện nghĩa phụ ta chỉ luyện thành đệ nhất trọng tầng thứ hai còn không có lĩnh hội đến cho nên bất quá còn không đợi hắn lời nói nói xong cổ tam thông sắc mặt đã hơi hơi trầm xuống lộ ra sự thất vọng. Chắc phàm bất đắc dĩ gãi đầu một cái, làm cười ra tiếng, thầm than đứa nhỏ này mặt thật sự là thay đổi nhanh chóng, thay đổi bất thường a, à, nhưng là rất nhanh, hắn liền tuyên bố một cái để cổ tam thông càng thêm hưng phấn tin tức đi ra. Có điều ta không minh thần đồng tuy nhiên chỉ có đệ nhất trọng, nhưng là cùng kết giới này nguyên bản có ngọn nguồn, hoàn toàn có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Tiểu tam tử, ngươi lại có thể ăn đi ra bên ngoài dược tài. Thật, quá tốt. Cổ tam thông hưng phấn mà nhảy lên cao ba thước, lần nữa khôi phục vui sướng tâm tình tuy nhiên tin tức hắn trước đó cũng đã được nghe nói bất quá khi đó đối chắc phàm không có lòng tin gì nhưng bây giờ kiến thức chắc phàm thần thông về sau hắn mới rốt cuộc minh bạch chắc phàm lời nói không phải khoác lác mà chính là thật có thể làm được đúng lúc này tức nhi vẫy cánh cũng bay đến chắc phàm trước mặt hưng phấn mà vây quanh hắn chuyển vài vòng chắc phàm cười nhạt một tiếng đem vừa mới lời nói lại trình bày một lần về sau liền vươn tay bên trong lôi linh giới nói hiện tại ta đem các ngươi chứa vào ta trong giới chỉ, không nên phản kháng, một hồi ta liền có thể mang các ngươi ra ngoài. Tức nhi vui mừng khôn xiết quạt quạt một cái cánh, cái này lô linh giới là từ mẫu thân nó thân thể sở luyện, đối với nó mà nói tự nhiên có một cỗ cảm giác thân thiết, sau đó không nói hai lời, liền chui vào. Đợi đến phiên cổ tam thông lúc, hắn lại chần chờ một chút, khoát tay một cái nói, nghĩa phụ, người trước chờ ta một chút. Nói, cổ tam thông liền quay người đối với cái kia trụ lớn, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất hung hăng dập đầu ba cái ngồi dậy lúc hai gò má đã tràn đầy nước mắt tuy nhiên ta không biết ngươi là ai nhưng vừa thấy được ngươi liền có loại xuất phát từ nội tâm cảm giác thân thiết tuy nhiên ta không biết ngươi như thế nào chết nhưng lại đối ngươi chết cảm thấy thật sâu khổ sở hiện tại ta muốn đi nơi này lại chỉ còn ngươi một người sau này không có người cùng ngươi nhìn ngươi bảo trọng lời nói nói xong cổ tam thông vừa lau mặt mặt đi vào trác phàm trước mặt không còn có quay người nhìn một chút dường như sợ cái nhìn này liền sẽ để hắn không đành lòng rời đi vất tay đem cổ tam thông thu nhập giới chỉ chắc phàm mới ngửa đầu nhìn lấy cái kia trụ lớn thở dài lên tiếng trùng thiên kỳ lân ta chắc phàm vốn không phải là người tốt càng không muốn tham dự ngươi cùng thiên để gút mắc ngươi cái này trùng thiên kỳ lân chân thế chỗ hiếm có coi là thật so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý hơn ta lại có thể không sinh tham niệm bất quá làm cái đứa bé kia nghĩa phụ ta hay là hy vọng có thể vì hắn làm chút gì thật sâu hít một hơi chắc phàm trong mắt ngưng tụ trong tay lôi mang nổ vang bỗng nhiên đánh về phía cái kia trụ lớn oanh một tiếng cái kia trụ lớn lắc lắc thân thể liền thẳng tắp ngã xuống mà theo nó cái này khẽ đảo dưới cái kỳ hồng mang cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đen nhánh bầu trời bên ngoài tàn phá bừa bãi tử lôi như là người được mùi tanh xài lang giống như tranh nhau chen lần hướng chắc phàm vọt tới phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ một dạng thế nhưng là chắc phàm lại cũng không bối rối tiện tay vung lên liền đem cái này kỳ lân cước thu nhập giới chỉ tiếp theo tại những cái kia tử lôi sắp tới người trước phải đông tử vầng sáng màu vàng óng lóe lên bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa đợi lúc xuất hiện lần nữa đã là tại cái kia vạn đạo tử lôi kẽ hở ở giữa nhưng là còn không đợi những cái kia tử lôi hướng hắn bổ tới hắn liền lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cứ như vậy nhưng gặp vạn đạo tử lôi toán loạn ở giữa một đạo phải đồng từ lóe quỷ dị vầng sáng màu vàng óng bóng người lóe lên một trôi qua lạnh nhạt xuyên thẳng qua những cái kia đáng sợ tử lôi thậm chí ngay cả hắn một chéo áo đều không đụng phải rốt cục đi vào lạc lôi hạp kết giới ở mép chắc phàm mắt bên trong vầng sáng màu vàng óng lần nữa lóe lên bạch hắn bóng người xuất hiện tại một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm ngửa mặt nhìn lên bầu trời một vầng trăng sáng treo lên thật cao ánh trăng trong ngần vung vãi tại cái kia không màng danh lợi trên hai gò má rốt cục đi ra chỉ là không biết nơi này là nơi nào thật sâu hít một hơi đã lâu tự do không khí để chắc vào một trận thư sướng nhưng là lạc lôi hạp tại trình phiến đại lục du đãng không có cố định dấu vết cho nên hắn hiện tại cũng không biết đi vào địa phương nào bất quá quản nó chi đã đi ra thì mọi chuyện đều tốt làm phất tay hất lên cổ tam thông cùng tức nhi liền bị chắc phàm theo trong giới chỉ thả ra nhìn lấy cái này quen thuộc ngoại giới hình ảnh cổ tam thông một trận kinh hỉ rốt cục đi ra tức nhi từ khi ra đời đến nay còn là lần đầu tiên nhìn đến thế giới bên ngoài cũng là mừng rỡ như điên nhìn cái gì đều hiếm lạ vẫy cánh bay tới bay lui tiểu tam tử ta có lễ phật cho ngươi đột nhiên chắc phàm hướng cổ tam thông vẫy tay mặt lộ vẻ từ ái nụ cười cổ tam thông không hiểu đi vào trước mặt hắn cười nói thế nào ngươi còn cất giấu dược tài lương tâm phát hiện muốn cho ta sao không khỏi suy cười một tiếng lắc đầu chắc phàm thản nhiên nói tiểu tử ngốc lão tử dược tài sớm đã bị ngươi ăn sạch nơi nào còn có bất quá vật này tin tưởng tại trong lòng ngươi so dược tài trọng yếu nói chắc phàm vung tay lên cái kia trùng thiên kỳ lân chân nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn trên chân còn lóe từng đạo lôi mang cổ tam thông không khỏi khẽ giật mình nước mắt đã lật tại trong hốc mắt đảo quanh cảm kích nhìn về phía chắc phàm thút thít nói ngài đem nó mang ra đương nhiên ta biết ngươi không bỏ được nó càng không muốn nó lại chịu tử lôi chặt chém đã ta có năng lực như thế thì nhất định sẽ vì ngươi làm đến cảm ơn cổ tam thông vệt một thanh nước mắt nhìn về phía chắc phàm không người một cái thật sâu chắc phàm cái này mới nghĩa phụ coi là thật cùng hắn trước kia cái nghĩa phụ một dạng đối với hắn quan tâm tỉ mỉ chu đáo khắp nơi suy nghĩ chu đáo hắn hiện tại đối chắc phàm cảm tình càng làm sâu sắc cho dù coi hắn là làm tự mình phụ mẫu cũng không đủ mà cái này cũng coi như chắc phàm ít có mấy cái chuyện tốt một trong hắn ngay từ đầu đối cổ tam thông chỉ là lòng lợi dụng nhưng cổ tam thông tấm lòng son đối với hắn một mảnh chân tình hắn đối cổ tam thông cũng không lý do sinh ra quyền quyền tình thương của cha chậm rãi đi vào cái kia kỳ lân cước trước cổ tam thông sở lấy cái kia hơi có vẻ to cứng rắn cảm nhận dán lên mặt đi cảm thụ cái kia quen thuộc vị đạo không khỏi một trận ấm áp chờ một lúc hắn mới nhìn hướng chắc phàm thỉnh cầu nói nghĩa phụ có thể hay không giúp ta bảo quản nó một trận vì sao chính ngươi lông mày nhíu lại chắc phàm nghi hoặc lên tiếng nhưng là rất nhanh nhìn lấy cổ tam thông cái kia khó xử thần sắc liền tựa hồ đoán nghĩ đến cái gì cổ tam thông vì một cái lời hứa bị nhốt hoàng thành bình thường liền mình thích dược tài cũng không thể tùy tiện ăn huống chi là cất giấu như thế giá trị đồ vật đến lúc đó sợ rằng sẽ bị bọn họ tìm ra tới vừa nghĩ đến đây chắc phàm than nhẹ lên tiếng gật gật đầu tốt à bất quá ngươi về sau cũng phải chiều cố kỹ lưỡng chính mình đừng quá bạc đãi chính mình nếu là thật sự nguy hại đến chính mình thân ra lời nói một cái lời hứa mà thôi rất không cần phải để ý tới mình mới là trọng yếu nhất vâng cổ tam thông cởi mở cười cười gật gật đầu Chắc phàm mỉm cười ra hiệu, đem cái kia kỳ lân cước thu hồi. Đúng, nghĩa phụ, lúc trước ta phụng chỉ làm việc, đã rời đi hoàng thành hơn 5 năm, nên trở về đi phục mệnh. Người muốn đi đâu đây? Ly biệt thời khác, cổ tam thông có chút không muốn, hỏi. Thật sâu hút khẩu khí, chắc phàm ngóng nhìn hướng nơi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Đã 5 năm, vừa vặn bắt kịp ước định bách ra tranh minh, ta đi tham gia náo nhiệt, nhìn xem trong truyền thuyết kia đế vương môn quái vật là có hay không như truyền ngôn một dạng khó có thể đối phó 哈哈哈